Mâu thuẫn nợ nần, người đàn ông bị con nợ đâm tử vong. Trong lúc nói chuyện, Tuấn dùng dao đâm chủ nợ tử vong trước hẻm nhà rồi đi đến công an đầu thú. Hôm nay, ngày 26 tháng 10, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu cho biết đang tiến hành điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn huyện Long Điền khiến một người tử vong trong đêm. Nghi phạm được xác định là Phạm Thanh Tuấn, 35 tuổi, trú thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, đang bị tạm giữ hình sự để điều tra hành vi giết người. Theo thông tin ban đầu, Phạm Thanh Tuấn trước đó nợ tiền của ông KMV, 42 tuổi, cùng chú thị trấn Long Điền. Khoảng 21 giờ tối ngày 25 tháng 10, Tuấn hẹn ông V ra trước hẻm 237 đường D16, khu phố Long Bình, thị trấn Long Điền để nói chuyện. Tại đây, trong lúc lời qua tiếng lại, Tuấn dùng dao đâm ông V khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Tuấn đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi. Theo kết quả giám định pháp y, ông V tử vong do bị đâm thủng tim. Người dân sống gần hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra vụ án do đang mưa lớn nên nhiều người không hay biết. Sau khi nghe tiếng chó sủa, một số người chạy ra thì phát hiện ông V đã tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể. Cũng theo người dân, nhà nạn nhân và nghi phạm ở sát nhau, trong cùng hẻm.